Live trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là muộn rồi, rất nhiều video đã được lên rồi. Thế nhưng mà chiếc xe này phải nói là một chiếc xe khá là hiếm, vừa về cửa hàng xong. Buồn lắm, mệt lắm nhưng vẫn cứ phải lên review các bác ạ. Con này thì một chiếc xe rất là đẹp, dành cho những ai mà yêu thích những chiếc xe mà ghế nỉ còn zin, xe còn cứng mà không có lỗi lầm. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, gầm cao máy khỏe. Dòng này thì đi mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm 8-9 lít/100 cây, rất là bền lành, khỏe khoắn. Và đây là một chiếc xe bản G xịn nha các bác nhá. Vâng, bản G xịn, không phải là bản di nâng đâu ạ. Và chiếc xe thì mang biển số thủ đô Hà Nội 695229 các bác nhá. Vâng, biển số cũng tương đối là ok. Và nói chung con này thì được cái là máy rất là ngon, điều hòa thì mát. Thực tế là với thời tiết này thì ngồi trong thì ấm. Vâng, ngồi trong thì ấm luôn. Và động cơ máy thì rất là êm mượt, ngon lành phở, và xe thì không có lỗi lầm. Cam kết cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. Vâng, xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng và vừa về trong buổi tối ngày hôm nay. Thì bây giờ em tiện thể em review luôn con này cho các bác, để bác nào mà thích cái dòng xe 7 chỗ ngồi cho gia đình, hoặc là bác nào mà thích một cái chiếc xe mà giá rẻ mà để ra Tết các bác chạy đi du lịch ấy, thì các bác chơi con này thì rất là ok. Form mới, xe cứng, đấy, tất cả các thứ của xe thì gần như là đẹp hoàn toàn. Trần nỉ được bọc ni lông, nội thất ghế nỉ còn zin nguyên bản. Và xe thì có giá nóc thì thiếu nhưng mà đuôi gió thì đầy đủ các bác nhá. Đấy, form đèn này mới này, và xe thì rất là cứng luôn, cảm biến lùi phía đằng sau cho các bác luôn. Và cái dòng này là một cái dòng xe lành bền, mức tiêu thụ tầm 8-9 lít/100 cây. Giấy tờ thì chủ tư nhân chính chủ biển Hà Nội 30A69529. Ở con này thì bên em đang bán với cái giá chỉ hơn 200 triệu đồng thôi, nên là chưa đến 300 thôi các bác nhá, chưa đến 300 triệu. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe tuyệt vời này rồi. Con này thì cam kết cho bác là không taxi dịch vụ, xe gia đình và mỗi năm chỉ đi được có hơn 1 vạn thôi. Điều hòa mát lạnh, 2 vùng, 3 vị trí. Đấy, máy ngon, chạy số côn số nhẹ nhàng. Và con này được cái là dòng xe chạy rất là lành, túi khí an toàn thì còn nguyên. Đấy, và chiếc xe này thì bên em vừa về xong. Thế nên là bác nào chưa có dọn đâu nhá. Vâng, nên là có bẩn bụi hay là gì đấy một chút thì các bác thông cảm. Còn đâu chiếc xe này thì nói chung là về test thì bên em đã test kỹ hết rồi. Các bác về là gần như là không phải làm gì. Form mới này, nhìn này, đầu form mới luôn nhá. Đấy, một chiếc xe 2008, form mới rất đẹp. Mặt logo của xe thì vẫn còn tươi mới, biển số rõ ràng, sạch sẽ. Và con này thì biển thủ đô Hà Nội. Giấy tờ hồ sơ thì đợt này thì rút hồ sơ phải tầm 1 tuần đúng không nhá. Vâng, chứ không nhanh được đâu ạ, nên là các bác thông cảm. Còn phần mặt catalan này các bác nhìn này. Đấy, đồng sơn xe căng đét luôn nhá. Kể cả là từ hệ thống bóng đèn, con này chạy đêm ít, chạy ngày nhiều. Thế là thành ra là đèn của nó trông như là đèn xe mới. Thực sự là nhìn như đèn xe mới luôn các bác nhá, chứ không phải là bầu ố hay là vàng một chút nào cả. Gần như là mới tinh luôn. Về con này tư nhân chính chủ, gia đình người ta chỉ đi gọi là đi chơi đi bời thôi, chứ không phải là đi làm ăn. Thế là gần như là xe vẫn còn rất là mới nhá. Đồng hồ công tơ mét chuẩn chỉ, không có tua. Còn hệ thống cản trước của xe đây các bác nhìn này. Bầu đèn gầm thì nó hơi ố một chút, cái này thì bình thường. Nhưng mà ánh sáng của xe thì vẫn còn ok. Cản trước này sạch sẽ, không có lỗi và không có va quẹt xước sát gì cả. Đấy các bác nhìn này, đồng sơn cản rất là đều. Tôn của xe thì tương đối là mỏng và sơn của xe vẫn còn bóng căng. Đấy các bác nghe tiếng tôn ạ. Vâng, rất mỏng luôn nhá. Và sơn của lái xe là sơn một lớp, sơn nguyên bản từ nhà máy. Con này được cái là chạy rất là ổn luôn. Dòng này thì nói chung là máy của nó là 2.0, nên là mức tiêu thụ nhiên liệu thì chỉ tầm 8-9 lít thôi. Nhưng mà được cái là khỏe, mà dẫn động cầu sau, nên là các bác đi đường đèo núi rất là ok. Còn để kính, cái xe này là kính thì kính zin nhá, kính của Lamiset zin luôn, toàn bộ kính zin toàn bộ. Vâng, và chiếc xe này thì có lốp chỉ sử dụng lốp trước là lốp tôn B390. Dòng lốp khá là ok, và lốp này là lốp 2021. Đấy, lốp 2565 với la răng là 15 inch. La răng của chiếc xe thì hơi ố một chút, cái này thì bình thường do dòng la răng nhôm đúc ạ. Thì cái này bình thường các bác nhá. Phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống. Còn cua lốp của xe thì tương đối là ok, không có mục mặt một tí nào luôn. Con này được cái là xe rất là chất, cứng luôn đấy ạ. Biển thủ đô Hà Nội nhưng mà gầm nó đẹp lắm. Vâng, đẹp như kiểu là nằm trong gara không đi bao giờ. Đấy, các bác nhìn này, gầm này. Đấy, gầm này đẹp căng. Và con này được cái là gầm cao, chạy rất là phê luôn. Đồng sơn cánh này, căng đét luôn. Đấy, tôn cánh mỏng, tay nắm cửa mà chrome. À, ui giời, cửa đóng chắc luôn các bạn, chắc lịch luôn. Và được cái là chiếc xe này thì bác chủ có cái ốp bọc
bầu gương rồi, ốp bọc bầu gương cho nó sáng rồi, và xi nhan tích hợp thì không có, con này là bản này thì không có xi nhan các bác nhá. Vâng, thế cái gương chiếu hậu của xe thì tương đối là to, khả năng quan sát rất là dễ dàng. Các cái gioăng cao su chống ồn của xe thì vẫn còn rất là dày và không hề bị bẹp, không hề bị rách. Chỉ keo bao zin cho các bác toàn tập luôn. Đấy, chỉ keo bao zin đẹp cho các bác này. Tappy sạch nhá. Kính điện thì lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, và con này thì kính tài này. Đấy, các bác lên xuống rất là nhanh. Nói chung là xe đi ít thì các cái chức năng kính điện này nó lên rất là nhanh. Đấy, còn nếu những cái con nào đi nhiều ấy, những cái này nó lên rất là chậm. Đấy. Thế còn được cái là toàn bộ dán phim 3M cách nhiệt xịn, thế nên là chiếc xe này khi mà các bác đi thời tiết nắng nóng ấy, thì cái khả năng cách nhiệt rất là tốt. Đấy, ghế nỉ của xe nó còn nguyên bản luôn, ghế nỉ còn nguyên cả bộ nhá. Và nguyên cả bộ luôn, vẫn còn nguyên. Đấy, thực sự là phải nói là bác chủ là người giữ gìn, các bác bảo này. Đấy, sao nó còn đẹp căng như thế này mà không có ố một tí nào luôn này. Đấy, ghế nỉ còn nguyên nhá. Cái hàng này nói là các bác chứ mà để mà một con xe mà ghế nỉ ấy, thực sự nó là hàng hiếm luôn. Chứ còn bình thường nhá, không bao giờ người ta dùng ghế nỉ và người ta chỉ dùng ghế da thôi. Vì ghế da thì nó tránh được bám bụi bẩn. Đấy. Thế nhưng mà ghế nỉ thì nó minh chứng cho rằng là chiếc xe mà được toàn người sạch sẽ người ta đi và giữ gìn rất là cẩn thận luôn, nên gần như là vẫn còn rất là mới. Ghế nỉ đẹp như mới luôn. Con này nói các bác thực sự là hiếm ấy, hiếm có khó gặp luôn chứ không phải là vậy. Và toàn bộ ba hàng ghế đều là ghế nỉ luôn nhá. Vâng. Nội thất bên trong xe là tông màu sáng, rất là đẹp, kem sáng rất đẹp luôn, sáng láng sạch sẽ, nhìn nó bao giờ nó cảm giác tươi mới. Trần lỉ thì được bọc ni lông, cẩn thận quá, trần bọc ni lông như này thì còn cái gì nữa, quá đẹp rồi. Và con này thì được cái là điều hòa hai vùng ba vị trí mát lạnh cuộc đời. Và các bác nhìn ạ, đây là một cái màn hình, nhưng mà cái màn hình này thì không dùng được đấy các bác nhá. Vâng, màn hình này nó chỉ bật được đèn sáng thôi. Còn phần này này, đấy, sàn da sạch sẽ, có sàn 2D, bằng phần chân phanh, chân ga, chân côn của xe thì tương đối là mới. Tất cả các chức năng nói chung là hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, nên các bác yên tâm. Bản lề đây, các bác nhìn này, bản lề này, ốc này, còn nguyên này. Chưa có ra dấu ốc nhá, chưa ra dấu ốc một tí nào luôn. Kể cả bên này như thế này, đấy, các bác nhìn ạ, bên đằng sau, cánh sau này. Đấy, ốc còn nguyên luôn, ốc nguyên bản. Và chiếc xe này thì là đời 2008. Bình thường thì thị trường xe cũ ấy, những chiếc xe 2008 này thì đang bán với cái giá là xem khoảng tầm 300. Đấy, thế nhưng mà đều là xe nói chung là đã đi nhiều. Đấy, chất không căng. Thế nhưng mà đây thì em là một chiếc xe đi ít này. Đấy, xe vẫn còn rất là cứng này. Và chất các thứ nội thất và các thứ của xe thì căng đang sáng bóng luôn. Nhưng mà em bán cái giá nó chỉ có hơn 200 thôi. Vâng, rất rẻ cho các bác. Lốp đằng sau cũng thế, lốp Briton. Lốp 2021, 4 quả rồi, con này là 4 quả rồi. Lốp dày, đấy các bác nhìn này, lốp vẫn còn rất dày. Đấy, và cua lốp là không có bục mọt một tí nào luôn nhá. Cua lốp này, sắt xi này, bóng sáng luôn. Đấy, tầm này tối rồi em quay qua những cái phần chi tiết tối tối này thôi. Còn đâu là ban ngày thì mai em sẽ review lại con này. Được cái là con này một chiếc xe cứng, nên là các bác mua về rất là yên tâm. Đấy, đèn hậu form mới rất đẹp. Đấy, phân rõ hai vùng, đèn trên phanh và đèn sau lùi ánh sáng. Đấy các bác nhìn này, cản sau của xe này, sơn xi đồng sơn đẹp đều. Đấy, không có chảy xước nhá. Con này bác chủ bác ấy bảo gọi là chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi, đổi hẳn lên một con xe 7 chỗ rộng hơn. Đấy, đó là con Sedona đời 2018. Thế nào bác ấy để lại cho em con này. Thế là bác ấy bảo là nhất quyết là chú phải quay cái con này cho anh. Thế là bảo vâng, thế này em quay thịt luộc con luôn con này. Thế là mình mua luôn con này về. Bây giờ bác ấy bảo quay rồi thì mình cứ quay thôi. Vâng, nhưng mà công nhận xe đẹp thật. Phải nói là một bác chủ giữ xe như thầy giữ ấn, quá cẩn thận. Và xe thì rất rất là đẹp được các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Hàng này hàng hiếm luôn. Vâng, lâu lâu mới về được cửa hàng một con như thế này. Thi thoảng và thực sự có thể gọi là hiếm có khó gặp. Cửa hàng em nhiều xe vậy thôi, nhưng mà con này em cũng đã đến mức độ là phải khen, lấy khen đẻ thì các bác biết như thế nào rồi. Vâng, một chiếc xe Nhật Bản lành bền. Đấy, tất cả cái này còn nguyên này, chỉ zin này, còn nguyên bản luôn đấy các bác nhá. Xe rất là cứng, chạy thì nói chung là cái dòng này thì chạy lành. Đấy, ổn định luôn, không có việc gì cả. Đấy, các bác nhìn này, tôn vỏ nó căng nét luôn này, không có lượn sóng, lượn sánh hoặc cái gì. Đấy,
xe cứng và toàn bộ là kính là bao zin cho các bác nhá. Từ kính lái cho đến kính tài, kính hậu. Đấy, lốp đằng sau bên này cũng thế này. Lốp dày khự. Đấy, phần cua lốp đây. Đấy, cua lốp các bác nhìn này. Gần như là không biết mục mặt một tí nào luôn. Thì con này là một chiếc xe cứng và cửa này chỉ keo bao zin cho các bác toàn tập nhá. Đấy, cửa đều chỉ keo bao zin. Đấy, rất chắc luôn các bác. Vâng. Cửa chắc, tôn dày. Vâng. Và chiếc xe này thì em đang bán với cái giá chỉ hơn 200 thôi. Nên là bác nào mà thích thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp tại cửa hàng Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Bên em thì liên tục về xe. Nên là bác nào cần thì các bác cứ thể trực tiếp là xem xe thì qua. Nói chung là kiểu gì cũng có xe đẹp cho các bác xách về. Vâng, bên nhà em thì hơn 500 đầu xe cơ. Còn con này là một chiếc xe cứng, nên là nói chung là bác nào mà yêu trong video này rồi thì các bác đừng ngại ngần chần chừ để bỏ lỡ cơ hội sở hữu một con xe ngon. Vâng, lâu lâu mới về được một con xe mà ghế nỉ còn đẹp như thế này ấy. Em thực sự là mê luôn. Nếu mà không phải vì là em chỉ cần cái loại 4 chỗ, 5 chỗ đi lại loanh quanh ra, thì em lấy con này làm công vụ cũng được. Vâng, xe rất là cứng và không lỗi. Này, gầm bên này như thế này. Các bác nhìn gầm này, sáng đẹp như này. Vâng, hàng hiếm luôn, gầm rất sáng đẹp luôn, không lỗi nha các bác nhá. Vâng, và xe thì được cái là lành, máy chạy rất là êm. Và những cái dòng máy này thì nó chi phí sửa chữa cũng rất là dễ dàng, đơn giản, không cầu kỳ, không tốn kém chi phí nhiều. Đấy, còn nội thất đây, nội thất đây các bác này. Đấy, nội thất tươi rói rói luôn, đồng hồ hiển thị số rất là rõ ràng. Túi khí an toàn, còi to, vô lăng này, vô lăng nhựa này, đúc này, các bác nhìn này, căng đét luôn nhá, không có lỗi một tí nào luôn. Con này thì trợ lái nhẹ nhàng, đấy, lái dầu đầy đủ. Đấy, bên trên này, táp lô này, sạch căng từng cm luôn này. Con này em đã kiểm tra túi khí rồi, còn nguyên nhá. Không nhiều bác, à, các bác cái trò này rất là hay. À, các bác nào thích xem túi khí không? Tiện thể cho các bác xem luôn. Đầu tiên là trên này nó có một cái nắp nhá. Đấy, các bác nào không biết thì em hướng dẫn. Còn bác nào biết rồi thì em gọi là múa rìu qua mắt thợ. Đấy, ui giời, cái này hiện nay phải hai tay cơ. Các bác chờ em chút nhá. Em cho các bác xem cách kiểm tra túi khí. Ui giời, con này rát chặt rồi. Cái đấy, được rồi, đã rát. Ui giời, đấy các bác ạ. Em đã mở cái phần nắp bung túi khí ra. Các bác nhìn này, túi khí còn nguyên này. Đây chính là cái túi khí nhá. Đây là phần bình nén. Đấy, phát sinh túi khí nằm nguyên ở trong này, còn nguyên. Đấy, đã kiểm tra rồi mà, nên là các bác yên tâm. Ô, cái gì đấy? Chết rồi, bồ của bác chủ bác ạ. Ôi giời ơi, ông này ông ấy giấu bồ ở trong này. Đây là ảnh của bồ ông ấy đây. Thôi, để đây. Không à, bí mật của ông ấy lại lộ ra thì chết dở. Vâng, đấy, hàng xịn sò. Một chiếc xe mà người ta gọi là túi khí quanh xe. Đấy, rất là ngon. Chạy dòng này thì nói chung là chả chê được cái gì. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy là kinh nghiệm kiểm tra túi khí nhá. Thế còn về phần cabo thì ta sẽ cùng kiểm tra khoang máy. Đầu tiên là khởi động con máy này đã. Con này được cái là máy rất là ngon, động cơ VTBI. Ui giời, máy dòng này thì bao giờ nó vòng tua ban đầu nó rất là cao. Để làm sao? Để bôi trơn dầu mỡ cho nó tốt. Sau đó nó mới bắt đầu nó giảm vòng tua dần nữa các bác nhá. Nên là các bác đừng ngạc nhiên về cái vòng tua của động cơ của Innova này, Vios này buổi sáng. Bao giờ nó cũng thế các bác. Thế nên cứ bảo làm sao đồ nó bền lành. Đấy, vô lăng lái rất nhẹ nhàng. Đấy, vần vô lăng này nhẹ nhàng vô đối. Đấy, còn cái gì đó đâu. Thực sự là đây là một chiếc xe rất là ok rồi. Và con này được cái là động cơ máy ở chiếc xe nó chỉ rơi có 8 lít trên 100 cây. Ăn vừa ít vừa ngon. Đấy, động cơ máy 1TR MT. Đấy, số sàn nhá. Và các bác nhìn này, khoang máy rất là sạch sẽ luôn. Máy khô ráo, không có lỗi lầm, không dầu mỡ nhá. Đấy, máy số ngon lật cành đào luôn. Đấy, và đây là bản đủ, đây là ABS đầy đủ luôn này. À đây, các bác nhìn đầu răng này, đầu răng đầu sườn này, kể cả tai đèn này còn căng nét luôn à, không có lỗi này. Đấy, đây là một chiếc xe rất là cứng, nên là các bác nào mà yêu thì đừng ngại ngần bỏ lỡ cơ hội nhá. Vâng, cơ hội nó chỉ đến có một thôi.
kiểu như các bác mà bảo là biết vậy tao yêu con người yêu cũ còn hơn ấy, thì chiếc xe này cũng vậy thôi. Nói chung là một chiếc xe ngon thì cơ hội chỉ đến với một mình có thể là một hai lần. Thế nên là các bác nào mà thích thì các bác có thể là nhích ngay em này. Vâng, em này một em chân dài vừa to vừa khỏe, với lái chở đến tận 8 người và xe thì rất là chất. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô nhá, qua số điện thoại 0869158926. Xe vừa về xong, vừa mới cập bến tại siêu thị ô tô. Và chiếc xe này thì giấy tờ hồ sơ pháp lý là các bác yên tâm, không phải nghĩ ngợi, bên nhà em sẽ bảo hành cho các bác hết. Và bên em có thu mua xe nhá. Đợt này thì nói thật với các bác là rất rất nhiều xe được thu mua, vì các bác lên đời cho xe và toàn đến bên em trao đổi thôi. Ok, cảm ơn các bác và nhớ là đừng bỏ qua con xe này. Đây là một chiếc xe cực kỳ ngon lành cành đào. Ok, thank you các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe làng nhằng khủng khoảng. Đấy, thôi chết rồi, lại có một bác khách đến đã ngó xe rồi. Nhanh vậy. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.